Chào mừng các bác và anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Long Âm Thanh Số Trung Em ngày hôm nay. Và hôm nay có thể nói là một trong những ngày mà bận rộn nhất của Hoàng Long Thanh Số. Và cũng nhờ sự yêu mến, ủng hộ của các bác và anh em mọi miền Tổ quốc mà chúng em có được bận rộn như ngày hôm nay. Và đây là những đơn hàng của chúng em đang chuẩn bị gửi ra xe, gửi bưu điện và tới tận tay các bác và anh em trên mọi miền Tổ quốc. Tất cả những hàng thì được đóng gói rất là cẩn thận, bọc xốp, chèn chống ẩm mốc, chống va đập, chống chảy xước, chống nước. Nên anh em hoàn toàn yên tâm khi nhận hàng ở xa các bác nhé. Có những rất nhiều những đơn hàng, những đơn loa có kích thước lớn, trọng lượng lớn. Nên là bọn em cũng rất là chuyên nghiệp về trong những vấn đề về gửi hàng thì cho các bác anh em kiểu như thế này. Nên anh em hoàn toàn yên tâm. Hiện tại thì hàng của Hoàng Long Âm Thanh Số đã có mặt trên 64 tỉnh thành trên toàn quốc. Ở gần thì quanh khu vực Hà Nội, các tỉnh lân cận, rồi miền Trung, miền Nam, thậm chí là trên ở ngoài hải đảo như là Phú Quốc, Kiên Giang đều có thể nhận hàng một cách dễ dàng. Nên anh em khi đặt hàng qua địa chỉ tin cậy của Hoàng Long Âm Thanh Số thì hoàn toàn yên tâm. Một trong những đơn vị có thể nói là đi đầu trong lĩnh vực âm thanh trên cả nước, cụ thể là trên YouTube thì Hoàng Long tự tin phân phối tới tất cả các bác và anh em những sản phẩm chất lượng với giá thành rất là cạnh tranh và đảm bảo các bác anh em khi chơi thì sẽ không bao giờ phải băn khoăn, phải thắc mắc và phải lan tăn về cái vấn đề chất lượng cũng như là dịch vụ hậu mãi cũng như bảo hành của bên Hoàng Long Thanh Số chúng em. Và đó cũng là những cố gắng, những nỗ lực của tất cả những tập thể anh em tại Hoàng Long trong rất nhiều năm vừa qua. Và đây cũng chính là những thành quả, những sự yêu mến, những niềm tin của các bác anh em đặt vào Hoàng Long. Và Hoàng Long cam kết trong thời gian tới sẽ còn nỗ lực hơn nữa, phục vụ các bác anh em được tốt hơn, chuyên nghiệp hơn. Và sẽ hướng tới những dịch vụ có thể nói là tốt nhất, chất lượng âm thanh tuyệt vời nhất và giá thành cạnh tranh nhất trên cả nước các bạn nhé. Và cuối cùng thì xin gửi lời cảm ơn chân thành và biết ơn sâu sắc tới tất cả các bác anh em, những người đã, đang và sẽ ủng hộ cho Hoàng Long. Và xin gửi tới tất cả các bác anh em thật là nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc, thành công trong công việc và cuộc sống. Và xin kính chúc các bác anh em mọi điều tốt lành. Bảo nó là cái chưa có lạnh nguội không để lại nhá.